Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu trách nhiệm màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 669, kinh Vô Thượng Y quyển hạ phẩm 4, công đức của Như Lai. Phật bảo A Nan, có 180 pháp bất cộng, đó là công đức tốt đẹp nhất của Như Lai. 1. 32 tướng. 2. 80 vẻ đẹp. Và 3 là 68 pháp. Thế nào gọi là 32 tướng? Bồ Tát tu 4 nhân duyên: 1. Trì giới. 2. Thiền định. 3. Nhẫn nhục. Và 4 là sở bộ của cải như các phiền não. Do nghiệp duyên tu 4 nhân duyên này vững chắc không lay động, nên đạt được 2 tướng. 1. Bàn chân bằng phẳng đầy đặn, những nơi chân dẫm lên tại đều bằng phẳng, xứng với chân của Bồ Tát không có lồi lõm. 2. Bước đi ngay thẳng, không siêu vẹo. Nếu như đem tất cả mọi thứ cúng dường cha mẹ sư trưởng, đem mọi thứ có giúp những chúng sinh khổ nạn ở quá khứ vị lai thường làm việc siêng năng như vậy, thì dựa theo nghiệp duyên này, hàng Bồ Tát sẽ được tương bánh xe dưới lòng bàn chân. Vành trục bánh xe có 1.000 cây cầm trang nghiêm. Nếu không bức nẻo người khác, không làm việc trộm cắp, không sinh tâm tham đoạt, khi thấy những vật của người khác thì dù ta ham muốn, không cho mình cao ngạo, kiêu căng, trừ bỏ kiêu mạn, đối với những bậc tôn trưởng khởi lòng trân trọng, đứng hầu, chiêm ngưỡng, chắp tay, cung kính. Do nghiệp duyên này, hàng Bồ Tát sẽ đạt được 2 tướng: 1. Ngón tay tròn dài. 2. Thân hình cân đối đoan chánh trang nghiêm. Nếu đủ ba nghiệp nhân duyên trước thì được gót chân dài. Nếu do trước hành ba nghiệp lại tu bốn nhiếp pháp làm lợi ích cho người, thì ở giữa 10 ngón tay của tay và chân thì đều có màn lưới kính giống như ngậm chúa. Nếu Bồ Tát làm giúp đỡ hầu hạ cha mẹ sư trưởng, tự tay thoa dầu, làm sữa, dán thuốc, xoa bóp, tắm rửa, giặt giũ, dọn thức ăn, trong nom chăm sóc, thì tay chân sẽ được mềm mại, mịn màng, lòng bàn tay đỏ như hoa sen màu hồng. Nếu hàng Bồ Tát tu các pháp lành, tâm không chán mệt, ngày càng tăng trưởng thì được có chân đầy đặn. Nếu tu học chánh pháp, diễn nói cho người, luôn luôn hướng dẫn cho người, không sinh mỏi mệt, thì do nghiệp duyên này, hàng Bồ Tát sẽ được tướng đấng như thế đấng của Nai Chúa. Bồ Tát nếu pháp nào chưa biết, xin đăng tìm cầu muốn biết, pháp đã đạt được liền đem giáo hóa, làm lợi ích cho người, đối với ba ác nghiệp, ngăn chặn dứt trừ không cho khỏi, đối với ác pháp, sáu trần không cho thân tâm nhiễm, đối với người thân bệnh thì đem cho họ thuốc thang, đối với người tâm bệnh thì an ủi họ. Do nghiệp duyên này, Bồ Tát sẽ đạt được thân đoan trực, để Bồ Tát thấy người sợ hãi thì giúp đỡ họ, thấy người nghèo thì cho họ cơm áo, luôn luôn ôm lòng hổ thẹn, ngăn chặn điều ác, không cho khởi lên. Do nghiệp duyên này nên được tướng âm mã tàng. Nếu Bồ Tát với thân miệng ý thường khiến cho trong sạch, nhận đồ cho biết đủ, sử dụng cũng biết lượng sức mình, đem thuốc thang cho người bệnh, đem tiền của cho người nghèo, nếu có những chúng sinh nghiệp lực không bình đẳng cho đến việc thọ dụng của không bình đẳng, thì khuyến khích họ tu hành những việc bình đẳng. Do nghiệp duyên này được thân vô ván cân đối, chiều cao, chiều ngang và chiều cao, thân hình cân số như cây ni cô loại. Bồ Tát nếu dùng phương tiện khéo léo tu các pháp lành thuần thắng, không ở mức giữa hay thấp, và thường khiến cho tăng lên. Do nghiệp duyên này nên được những sợi lông trên toàn thân đều sấn theo phía bên phải. Bồ Tát nếu tự tánh lanh lợi, suy nghĩ nhiều về nghĩa lý, gần kề những bậc trí, gặp gỡ những bạn lành trí thức, quét dọn sạch sẽ nơi bậc tôn trưởng ở, tắm rửa xoa bóp thân thể tôn trưởng, trừ bỏ những thứ do giấy ở nơi chi kề chi đề, không để cho tâm bị khách trần vì não làm nhiễm ố. Do nghiệp duyên này nên da bọc ở mỗi lỗ chân lông mịn màng không bụi bám. Bồ Tát nếu vui vẻ đem cho những thứ như quần áo, đồ ăn, thức uống, xe cộ, đồ nằm ngồi cho các vật trang nghiêm khác mà không có tâm tiếc rẻ. Do nghiệp duyên này nên thân có được sắc vàng, ánh sáng rực rỡ, to rộng một trượng. Nếu Bồ Tát nào đem những món ăn thức uống thơm ngon cho rộng rãi,
không hạn lượng. Khi nhiều chúng sinh được no đủ thì do nghiệp duyên này sẽ được bày chỗ đầy đặn. Nếu Bồ Tát nào thấy những chúng sinh tốt muốn khởi pháp lành cùng chánh nghiệp thì với chúng sinh ấy nên làm người thầy hướng dẫn cho họ, tạo sự an ổn trong pháp lành, trừ bỏ những việc ác. Do nghiệp duyên này được như cái ức của sư tử. Nếu Bồ Tát nào ở trong chúng sinh làm việc lợi ích, tu bốn chánh cần như tâm của sư tử chúa, không điều gì sợ cả. Do nghiệp duyên này nên sẽ được hai tướng: một, hai vai ngang bằng, hai nách đầy đặn; hai, hai cánh tay tròn thẳng như vòi voi chúa, đứng thòng dài quá gối. Nếu Bồ Tát nào lìa nghiệp hai lưỡi, nói những lời hòa hợp trong sự oán ghét, thực hành bốn nhiếp pháp, thâu tóm và giữ lấy chúng sinh, ngẫm nghĩ nghĩa lý sâu xa, tu lòng từ bình đẳng, do nghiệp thì do nghiệp duyên này mà được hai tướng: một, miệng có 40 cá răng bằng thích không thưa, trắng như tuyết, giống như ngọc kha lê; hai, có 4 cá răng được tướng như mặt trăng mấy mọc. Nếu Bồ Tát nào thấy các chúng sinh có điều cần muốn, bèn ban cho họ vừa ý, hoặc là tiền của, hoặc là những lời dạy dỗ. Vì do nghiệp duyên này nên sẽ được hai tướng: một, hai gò má như má của sư tử; hai, cổ tròn sạch. Nếu Bồ Tát nào trong đông chúng sinh như trong con một mình của một mình, sinh nhiều tính tâm, lòng từ vô lượng, phân phát thuốc men, không có tâm vẫn đục. Vì do duyên này nên được hai tướng: một, yết hầu có đủ 1000 mạch, khi nhận đồ ăn ngon, nước miếng trôi chảy thấm nhuần; hai, khớp xương móc xích chặt chẽ như na la chiên. Nếu Bồ Tát nào tự hành 10 điều lành, dạy người khác tu hành, thấy người tu hành trì vui mừng khen ngợi, lòng đại bi vô lượng, thương xót chúng sinh, phát tâm thề nguyện rộng lớn, tỏ lãnh đủ chánh pháp, vì do nghiệp duyên này nên có được hai tướng: một, có ức ni sa xương đỉnh đầu mọc lên tự nhiên thành nhục kế; hai, lưỡi rộng mỏng dài như lá hoa sen. Nếu Bồ Tát nào thường nói những lời chân thật, những lời thương yêu, những lời đẹp đẽ, giải bài chánh pháp, không khiến cho điên đảo, do nghiệp duyên này nên có được âm thanh của Phạm Thiên, giống như chim ca lăng tần già, có âm hưởng nhiệm màu sâu xa như tiếng vang của trống trời. Nếu Bồ Tát nào khởi lòng từ cung kính, xem hết thế gian như cha mẹ, xem xét chúng sinh không khởi ba độc, do nghiệp duyên này nên có được hai tướng: một, trong mắt xanh đẹp như hoa ưu bắc la; hai, lông mi xanh biếc sáng rỡ như ngô vương. Nếu Bồ Tát nào thấy những chúng sinh tốt tu học ba pháp thì ca tụng khen ngợi sự tốt đẹp của họ, không khởi lên sự phá phách, thấy người nào chê bai thì ngăn chặn gìn giữ. Do nghiệp duyên này nên có tướng bạch hào nằm ở đoạn giữa hai chân mày, xoay theo hướng phải. Lại nữa, A Nan, Bồ Tát tu hành bốn loại chánh nghiệp sẽ được 32 tướng: một, quyết định không lẫn lộn; hai, lắng lòng quán sát kỹ và kính đáo; ba, thường tu không gián đoạn; bốn, không có hành điên đảo. Nghiệp duyên thứ nhất được bàn chân đầy bằng, nghiệp duyên thứ hai được chính tướng: một, từ bánh xe dưới lòng bàn chân; hai, mắt cá tròn đầy; ba, 10 ngón tay và chân có màng lưới mỏng; bốn, da dẻ mịn màng; năm, được 7 nơi đầy đặn; sáu, hai vai ngang bằng, hai nách đầy đặn; bảy, cánh tay tròn trịa; tám, lưỡi rộng dài; chín, ức như sư tử. Nghiệp duyên thứ ba được 5 tướng: một, ngón tay nhỏ dài; hai, gót chân dài; ba, thân ngay thẳng không uốn cong; bốn, thân hình cân đối; năm, cổ tròn sạch. Nghiệp duyên thứ tư được cái tướng khác. Lại nữa này A Nan, nếu như tất cả chúng sinh trong 10 phương đều hành 10 điều lành, công đức này được tăng thêm gấp trăm lần. Do nghiệp duyên đấy chỉ được tướng một sợi lông nhập vào tất cả sợi lông của các Bồ Tát, công đức này có càng tăng thêm gấp trăm lần, rồi sau đó mới được một vẻ đẹp nhập vào tất cả vẻ đẹp của Bồ Tát, công đức càng tăng thêm gấp trăm lần,
rồi sau đó mới được một tướng nhập vào tất cả tướng công đức của Bồ Tát. Ly tướng Bạch Hào, lìa tướng Quốc Ni Sa. Như vậy công đức ngày càng tăng thêm gấp trăm lần mới được tướng Bạch Hào. Lại tăng thêm gấp trăm lần nữa thì được tướng Quốc Ni Sa. Nhập vào tướng Quốc Ni Sa, công đức tăng thêm gấp ngàn lần, được thâu nhiếp bởi tướng tốt của Pháp Bất Cộng, của Ngọc Thượng Ca, của Như Lai. Do tướng tốt này, một tiếng của Như Lai gian khắp cả vô lượng thế giới trong mười phương. Này A Nan, đó là 32 tướng có ba nhân duyên không thể nghĩ bàn, một thời tiết không thể nghĩ bàn, số lượng tu hành đầy cả ba A Tăng Kỳ kiếp, hai tâm vui không thể nghĩ bàn vì để làm an vui lợi ích cho tất cả chúng sinh, ba phẩm loại không thể nghĩ bàn là tu tất cả điều lành, lìa tất cả điều ác, vì chủng loại không cùng vậy. Thế cho nên thân Như Lai đầy đủ tướng hảo không thể nghĩ bàn. Này A Nan, 80 vẻ đẹp của Như Lai những gì là 80? Một, không thấy được đỉnh đầu. Hai, xương đỉnh đầu không có mạch máu. Ba, trán rộng bằng phẳng. Bốn, mày cao dạng giống như mặt trăng mới mọc, màu sắc xanh biếc như ngọc lưu ly. Năm, mắt rộng dài. Sáu, mũi cao rộng, đôi mũi không hiện ra. Bảy, tai rộng dày dài, trái tai thòng xuống. Tám, thân chắc thật như là lá chiên. Chín, mỗi phần của thân không thể hoại. Mười, mỗi đốt xương của thân chắc hết. 11. Mỗi lần thân quay trở như voi chúa. 12. Thân mềm mại. 13. Thân không từng khúc. 14. Thân luôn trẻ. 15. Thân thấm nhuận. 16. Thân tự giữ gìn không đi siêu vẹo. 17. Mỗi phần của thân đều đầy đủ. 18. Sự biết đầy đủ. 19. Dung nghi đầy đủ. 20. Ân đức vang xa. 21. Tùy thuận người khắp mọi nơi. 22. Ở nơi an ổn không thể lay động. 23. Khuôn mặt cân đối không lớn, không dài. 24. Khoan dung. 25. Khuôn mặt trong sáng như ánh trăng rằm. 26. Mặt đầy đặn. 27. Dung mạo ngay thẳng, không mất sắc. 28. Dáng vẻ như sư tử. 29. Đi đứng như voi chúa. 30. Thực hành pháp như ngọn chúa. 31. Đầu như trái na đà la. 32. Chân đầy đặn, khi đi dấu hoa văn ở chân hiện ra. 33. Màu móng chân như đồng đỏ, dày mỏng tròn mềm. 34. Xương đầu gối rắn chắc tròn đẹp. 35. Chỉ văn trang nghiêm. 36. Mạch máu trầm. 37. Chỉ tay rõ thẳng. 38. Chỉ tay dài. 39. Chỉ tay không bị cắt đứt. 40. Tay chân như ý. 41. Tay chân hồng hào như màu hoa sen. 42. Tướng khổng môn đầy đủ. 43. Bước đi không rộng hẹp. 44. Eo tròn lớn. 45. Bụng không hiện. 46. Rốn như rắn cuộn tròn, xoay theo phía phải tròn sâu. 47. Màu sợi lông màu xanh hồng như phía sau cổ của chim khổng tước. 48. Lông sạch sẽ. 49. Lông xoắn theo phía phải. 50. Miệng phát ra mùi hương vô thượng, lông trên thân đều có mùi thơm. 51. Môi đỏ mọng như quả tần bà. 52. Màu lưỡi đỏ. 53. Lưỡi mỏng. 54. Tất cả đều ưa nhìn. 55. Tùy theo chúng y chúng sinh mà vui vẻ nói với họ. 56. Ở mọi nơi được nói những lời tốt đẹp. 57. Được nói trước. 58. Tùy theo các âm thanh của chúng sinh mà phát ra, không được hơn không giảm. 59. Tùy những cách nói của chúng sinh mà bị họ nói pháp thù phù hợp. 60. Không dính mắc vào những pháp đã nói. 61. Xem chúng sinh bình đẳng. 62. Thấy trước làm sau. 63. Phát ra một âm mọi loại đều hiểu. 64. Theo thứ tự có nhân duyên thì nói pháp. 65. Tất cả mắt của chúng sinh không thể thấy hết cái tướng. 66. Nhìn không biết chán. 67. Tất cả âm thanh mỗi phần đều đầy đủ. 68. Việc lành luôn hiện ra. 69. Nhiều chúng sinh ngang bướng nhìn thấy, tức liền hiền hòa. Nhiều chúng sinh sợ hãi liền được an vui. 70. Âm thanh rõ trong. 71. Thân không nghiêng ngã lay động. 72. Các phần thân thể đều to lớn.
73 thân cao, 74 thân không dính mắt, 75 quanh thân ánh sáng tỏa xa một trượng, 76 khi đi ánh sáng tỏa theo thân, 77 thân thể trong sáng, 78 tóc xoắn ốc không rối, sợi tóc dài đẹp, màu tóc sáng dịu giống như hạt trong xanh, 79 tay chân đầy đặn, 80 tay chân đều có tướng phước đức. Này Anan, đó là 80 vẻ đẹp của Như Lai làm trang nghiêm thân Phật. Này Anan, Như Lai có 10 lực: 1. Xứ phi xứ trí lực, 2. Tùy nghiệp trí lực, 3. Định loại trí lực, 4. Căn phẩm trí lực, 5. Dục lạc trí lực, 6. Tánh loại trí lực, 7. Chí nhất thiết trí lực, 8. Túc sinh trí lực, 9. Tự sinh trí lực, 10. Lầu tận trí lực. Do 10 trí lực này, Như Lai hiện ra nói pháp chỗ nào cũng tối đại thắng, xoay chuyển bánh xe phạm thiên vô thượng trong sạch, ở giữa đại chúng có tiếng sư tử đóng. Này Anan, Như Lai có 4 vô ý: 1. Nhất thiết trí vô ý, 2. Lậu tận vô ý, 3. Thuyết chướng đạo vô ý, 4. Thuyết tận khổ đạo vô ý. Này Anan, Như Lai có 3 niệm xứ: 1. Chánh hành chánh niệm, 2. Tà hạnh chánh niệm, 3. Tạp hạnh chánh niệm. Này Anan, Như Lai có pháp đại bi. Này Anan, Như Lai có 18 pháp bất cộng: 1. Thân không lỗi, 2. Miệng không lỗi, 3. Ý không lỗi, 4. Không có tâm bất định, 5. Không chấp vào ý tưởng khác, 6. Đều biết xả bỏ, 7. Không có tham muốn, không có giảm mất, 8. Không có chánh tinh tấn, không có giảm mất, 9. Không niệm, không có giảm mất, 10. Không trí, cũng không có giảm, 11. Không giải thoát, cũng không có giảm, 12. Không giải thoát trí kiến, không giảm, 13. Thân làm theo trí tuệ, 14. Miệng nói theo trí tuệ, 15. Ý nghĩ theo trí tuệ, 16. Trí tận cùng quá khứ tròn đầy, 17. Trí tận cùng hiện tại tròn đầy, 18. Trí tận cùng vị lai tròn đầy. A Nan, chỉ một mình Như Lai đạt được thần thông mau chóng tự tại như ý. Chỉ một mình Như Lai đạt được thần thông biến hóa vô cùng. Chỉ Như Lai đạt được nơi thần thông của bậc thánh vô lượng vô tận. Chỉ Như Lai đạt được phát tự tại của tâm. Chỉ Như Lai đạt được thần thông biết được tâm người khác một cách vô biên. Chỉ Như Lai đạt được thần thông thiên nhị vô ngại. Chỉ Như Lai đạt được sự hiểu biết về các loài chúng sinh khác nhau ở cõi vô sắc. Chỉ Như Lai thấu đạt được cái sau khi niết bàn của hàng thánh chúng. Chỉ Như Lai có trí tuệ thấu rõ sự trả lời không mắc thú, không mắc mớ. Chỉ Như Lai đạt được đại ba la mật hay khéo đáp hỏi. Chỉ Như Lai thuyết pháp có phân biệt mà không bị lầm lỗi. Chỉ Như Lai đạt được sự khai hóa chúng sinh không có không quá. Chỉ Như Lai đạt được sự đứng đầu trong việc hướng dẫn. Chỉ Như Lai đạt được sự không thể hại gì. Chỉ Như Lai đạt được kim kén tam muội. Chỉ Như Lai đạt được tất cả pháp, chẳng phải sắc, chẳng phải tâm, tâm không tương ưng. Như Lai biết hết tất cả. Chỉ Như Lai đạt được sự giải thoát vô ngại. Chỉ Như Lai đạt được ba bất hộ pháp. Chỉ Như Lai đạt được sự dứt trừ hết tập khí. Chỉ Như Lai đạt được nhất thiết chủng trí. Chỉ Như Lai đạt được kim cang tụ thân. Chỉ Như Lai đạt được việc chưa từng nghĩ ra mà tất cả các việc đều thành tựu. Chỉ Như Lai có được tất cả các tướng tương với mỗi nơi rõ ràng đầy đủ. Chỉ Như Lai đạt được vấn đề thọ ký không có bất định. Chỉ Như Lai đạt được cái mà đối với tâm hơn thua Phật không chấp nhận. Người nào có tâm đó thì không được thấy Phật. Chỉ Như Lai chuyển được bánh xe của tất cả pháp thắng diệu. Chỉ Như Lai có thể gánh vác được cho chúng sinh, có thể xả bỏ những gánh vác nặng cho chúng sinh. Chỉ Như Lai nhập vào bát niết bàn là còn khiến khởi tâm. Chỉ Như Lai đạt được nguyên nhân tu hành trọn đầy không dư. Chỉ Như Lai đạt đến quả trọn đầy không dư. Chỉ Như Lai làm việc lợi ích cho là cho người trọn đầy không dư. Chỉ Như Lai đạt được sự biện tài không tận. Chỉ Như Lai nói tất cả pháp đều như ý như lý. A Nan, công đức Như Lai lược nói có 6 loại: 1. Đầy đủ, 2. Không nhơ, 3. Không lay động, 4. Vô ngại, 5. Lợi ích cho người, 6. Tài năng tự tại. Này A Nan, thế nào gọi Như Lai là công đức không thể nghĩ bàn? Tất cả công đức vô biên, hàng xa kiếp của tất cả Như Lai
ở địa, ở hoặc địa và tịnh địa thâu tóm nhau, hợp vào nhau, chưa từng rời nhau, không sạch, không nhơ, không thể nghĩ bàn. Phẩm năm việc của Như Lai. Này A Nan, Như Lai có 18 việc. 1. Như Lai là bậc không thể so sánh, rất cao cả, rất tốt đẹp, không ai sánh kịp, khiến cho các chúng sinh khởi tâm kỳ lạ, cung kính cúng dường. Đây là việc thứ nhất. Nhờ đó mà 32 tướng và 80 vẻ đẹp được thành tựu. 2. Như Lai, Như Lý, thông đạt nhân quả. Nó có sa môn bà la môn, nói không có nhân quả, nói pháp nhân quả, không có bình đẳng, thì ta liền cho phục khiến họ vào thế bát tắc. Đấy là việc thứ hai. Nhờ đó mà thị xứ phi xứ trí lực được thành tựu. 3. Như Lai thấy biết việc tự gây nghiệp thì tự thọ quả, không có việc tự mình gây ra mà người khác phải chịu quả. Nếu sa môn bà la môn tin và thực hành theo tà thuyết tà giáo thì ta liền chế ngự khiến họ rơi vào thế bát tắc. Đấy là việc thứ ba. Nhờ đó mà nghiệp loại trí lực được thành tựu. 4. Như Lai giáo hóa hiện rõ 3 loại xe, 1 là xe thần thông, 2 là xe ký tâm, 3 là xe thị giáo, hướng dẫn đệ tử trở thành những bậc thánh. Nó có sa môn bà la môn nào có tâm hơn tua, nói pháp trái nghịch để chống đối với chánh pháp thì ta liền chế phục khiến rơi vào thế bát tắc. Đấy là việc thứ tư. Nhờ đó mà thiền định trí lực được thành tựu. 5. Như Lai thông suốt những căn cơ trên dưới, trong ngoài cứ như lý mà nói, khiến những người căn cơ thấp kém cũng được thành tục giải thoát. Đấy là việc thứ năm. Nhờ đó mà căn chủng trí lực được thành tựu. 6. Như Lai thấy biết ba hạng chúng sinh tà, chánh, dục, lạc đều thấy đúng như thật, dứt trừ những ham muốn xấu, tăng trưởng những ham muốn tốt. Đó là việc thứ sáu. Nhờ đó mà dục lạc trí lực được thành tựu. 7. Như Lai xem biết chúng sinh có ba hạng, một là thô, hai là trung, ba là diệu, và khiến cho ba hạng người này như lý mà vào được các pháp môn. Đó là việc thứ bảy. Nhờ đó mà tánh giới trí lực được thành tựu. 8. Như Lai thấy một cách rõ ràng về đạo pháp xuất ly, được quả giải thoát và đạo pháp chướng ngại, được quả sinh tử khi diệt được đạo chướng ngại, tu đạo xuất ly. Đấy là việc thứ 8. Nhờ đó mà chỉ nhất thiết xứ trí lực được thành tựu. 9. Như Lai thấy một cách rõ ràng về các việc ở đời trước, các việc đã nói ở quá khứ, sự khiến cho chúng sinh khởi tâm chán sợ. Nếu có sa môn bà la môn nào chấp thường kiến thì liền chế phục khiến có chỗ dựa, không bị đọa. Đó là việc thứ 9. Nhờ đó mà túc sinh trí lực được thành tựu. 10. Như Lai thấy rõ các chúng sinh chết nơi này, sinh nơi kia, cứ như lý mà thọ ký. Nếu có sa môn bà la môn nào chấp đoạn kiến thì liền chế phục khiến họ có chỗ dựa, không rơi vào thế bế tắc. Đấy là việc thứ 10. Nhờ đó mà sinh tử trí lực được thành tựu. 11. Như Lai tự biết giải thoát thông suốt, không ngăn ngại. Nếu có sa môn bà la môn nào tăng thượng mạng chưa đắc a la hán mà nói rằng đã đắc, tức liền chế phục khiến họ có chỗ dựa, không rơi vào thế bế tắc. Đó là việc thứ 11. Nhờ đó mà lậu tận trí lực được thành tựu. 12. Như Lai làm việc lợi ích rất là khéo léo và cao cả. Nếu có người nào hỏi về 10 luật của Như Lai thì cứ như thật mà trả lời, dứt trừ sự nghi ngờ cho họ, có khả năng tự lập chánh pháp, có khả năng phá tà thuyết của người. Đó là việc thứ 12. Nhờ đó mà 4 vô úy được thành tựu. 13. Chánh giáo của Như Lai. Có người có thể tu, có người không thể tu, không có người tu mà không tu. Đối với ba hạng người này, Như Lai không có tâm nhiễm đục. Đó là việc thứ 13. Do đó mà ba niệm xứ được thành tựu. 14. Mắt Phật của Như Lai ngày đêm luôn xem xét chúng sinh ở những nơi tranh đua hơn thua để cứu vớt họ. Đó là việc thứ 14. Do đó mà đại bi được thành tựu. 15. Như Lai cứ như những gì đã nói mà hành, lại rất năng hành, năng tuyết. Đó là việc thứ 15. Nhờ đó mà tam bất hộ pháp được thành tựu. 16. Đối với tất cả chúng sinh, Như Lai đều làm việc lợi ích cho họ, thể đều trọn đầy, không có tổn giảm. Đó là việc thứ 16. Nhờ đó mà sở nhớ nghĩ không quên mất được thành tựu. 17. Trong bốn a nghi tùy theo lý, Như Lai không hề có sự lầm lẫn. Đó là việc thứ 17. Nhờ đó mà sở diệt trừ tập khí được thành tựu. 18. Như Lai xem ba loại pháp
Một là hành pháp được lợi ích, hai là hành pháp bị tổn giảm, ba là hành pháp vừa lợi vừa ổn. Lìa hai pháp cuối, Như Lai tuyên bố, cái gì đem lại lợi ích thì hành, đó là việc thứ 18, nhờ đó mà nhất thiết trí và các pháp bất cộng được thành tựu. Này A Nan, những việc của Như Lai là như vậy, ông nên học tập. Này A Nan, thế nào gọi Như Lai là việc không thể nghĩ bàn? A Nan, những việc của Như Lai là vô số vô lượng, chúng sinh ở thế gian không thể nào hiểu hết được. Mặc dù dựa vào lời nói, nhưng những việc của Như Lai không thể nào hiện rõ ràng được, cũng không thể chỉ bày và khiến cho mọi người hiểu được. Tất cả cõi Phật mọi nơi đều thông suốt, tất cả Như Lai tùy thuận bình đẳng vượt qua cảnh giới của ý tưởng, không có tướng phân biệt, giống như hư không không thể nào phân biệt, không xứng với pháp giới. Này các thiện nam, thế nên Phật nói việc của Như Lai là không thể nghĩ bàn, hành biến khắp mọi nơi đều không mất, tùy nơi mà làm trong ba đời không làm mất tánh tam bảo. Như Lai trụ vào những việc này, tướng thân Như Lai không xả bỏ tánh hư không, tất cả cõi Phật hiển hiện tự thân. Những lời nói của Như Lai chẳng phải là tánh của âm thanh, cũng là âm với chúng sinh, nhưng Ngài là nói pháp chân chánh. Như Lai không ôm giữ tâm làm cảnh giới, những tâm tánh ham ưa dục lạc của tất cả chúng sinh Ngài đều thông suốt. Này A Nan, đó gọi là công việc của Như Lai không thể nghĩ bàn. Khi Phật nói kinh xong, trong chúng hội có 75.000 đại Bồ Tát liền chứng được kiến pháp thân viên mãn, là có 75.000 đại Bồ Tát đắc vô sinh pháp nhẫn đối với hết thảy các pháp, là có 75.000 đại Bồ Tát liền đắc đại thừa tam muội diệu quang. Đối với quả vị vô thượng bồ đề, hạ chúng sinh trong vô số a tăng kỳ không khởi tâm thoái chuyển, chúng sinh trong vô lượng a tăng kỳ được xa lìa bụi trần nhơ bẩn, được mắt pháp sáng, là có vô lượng chúng sinh đắc quả tăng thượng. Phẩm sáu khen ngợi. Bây giờ sau khi nghe Phật nói, tôi giới đại chúng tôn giả A Nan chuyên mặt hớn hở như chưa từng có, liền đứng dậy rạch áo vai phải cung kính đảnh lễ Phật, chắp tay ngước nhìn dung nhan Thế Tôn với tâm trong sạch nói kệ: trong hàng chúng sinh ở ba đời, Như Lai cao cả không sánh được, ở nơi nhân pháp không gì bằng, Thế Tôn bình đẳng khắp tất cả, dứt trừ hết thảy điều cần dứt, thông đạt hết thảy điều cần biết, trí tuệ vượt trội bậc thứ nhất, chỉ Phật Thế Tôn chẳng ai khác, có sức không sợ như lời thật này. Như Lai có sức nên không sợ, năng lực Thế Tôn không tổn người, thật là những việc hiếm có khó nghĩ, phương tiện khéo léo dạy chúng sinh, chẳng phải tâm hiểm ác mơ hồ, chúng sinh tà mạng tự kiêu ngạo, Thế Tôn tách phục khiến dứt trừ, nếu ai có sức thắng được người đó thành lỗi miệng ở thế gian, nếu cho Như Lai tôn quý nhất thì những lời ấy thật không sai, nếu ai dựa lý mà hỏi khó thì không thể khiến Ngài khuất phục, Như Lai hàng phục không sai sót, dẫn dắt chúng sinh khi đến an vui. Bốn món thanh tịnh không làm lỗi, cho nên vì thế không cần giữ, đừng bốn biện tài nói không cùng, mùi pháp tràn đầy, chúng sinh no, hết thảy pháp xứ trí không ngại, tất cả niệm xứ không giảm mất, để bi bình đẳng khắp chúng sinh, chế pháp thế gian tâm không nhiễm, thông đạt hết thảy căn dục tánh, có pháp giáo hóa độ mọi loài. Phiền não có nhiều loại sai biệt, diễn nói nhiều pháp để đối trị, Như Lai thuyết pháp là bậc nhất, phàm phu gặp Phật không giải bày, vô minh hoặc ám để che lấp, hàng này nhiều khó thể độ ngay, tiếng tâm Như Lai khiến ngưỡng vọng, thế Phật khiến người vui vô cùng. Phật nói khiến tâm người trong sạch, chánh pháp của Phật thoát tử sinh, chư Phật giúp trừ điều không tốt, nhớ Phật khiến tâm luôn an vui, thế Phật liền sinh đại trí tuệ, hiểu Phật liền được thành chủng trí, nhờ giới Như Lai sạch không bẩn, nhờ định Như Lai ý lắng trong, nhờ trí Như Lai không lay động, biện pháp ca Như Lai đầy cam lộ, chúng sinh hôn mê Phật tỉnh táo, nhìn căn tánh dục của chúng sinh, chúng sinh buông thể Như Lai không, xem xét chúng sinh đều bình đẳng, Phật nói pháp phá giặc phiền não, Phật đã trừ huyễn hóa ma vương, đã chỉ sinh tử là lầm lỗi, đã rõ niết bàn nơi không sợ, khiến người đạt được những pháp độ, giống như Thế Tôn hành đại bi, làm tối thượng đề bà đạt đa, tất cả chúng sinh thí bồ đề, nếu con không thể thấy chánh hạnh, tu trì đã báo ân Thế Tôn, nếu ai đã đến diệt vô dư, vẫn còn chưa báo được Phật ân,
nơi hành trì Phật chánh hạnh, người này chỉ tu pháp lợi mình. Thế Tôn mệt mỏi vì chúng sinh, ân sâu vô thượng sao báo được. Thế Tôn diện nói pháp chân chánh, khiến người tự hành dạy mọi người. Nếu khiến Như Lai không ra đời, thì phải chịu não khổ bất thân. Cả thế gian chỉ có đường ác, nghe âm thanh, thê thảm kêu gào, sáu nẻo chịu khổ đều không khác, đều do phiền não trói chặt vào. Thế Tôn giải kết cho chúng sinh, rằng buộc đại bi để thọ mãi. Thế Tôn là ruộng phước cao tột, người nếu nương Phật, hành chánh hạnh, như con không thấy hết báu lành, thì các hạnh, thì ác. Hành ác hạnh cũng như vậy, nhân vật nếu khởi tâm buông lung, thì những người này đọa đường ác. Chờ khởi oán trách với Thế Tôn, chìm khổ tối tâm còn nghĩ gì? Giống như đại sư hiểu thân mình, tương tự đại sư cũng thể biết, người khác không thể hiểu như vậy. Để con lạy khắp mười phương Phật, tất cả công đức cùng trí lực, Thế Tôn hiện rõ cùng pháp môn, lòng đại bi, muốn chúng sinh hiểu. Thế nên hôm nay con lễ Phật, sắc đẹp, hương thơm nhìn không chán, cái tướng tròn đầy vượt cả màu, ba thời khai mở rất đáng yêu. Phật hoa như vậy con đảnh lễ, Thế Tôn khéo biết chỗ vô thượng, tất cả hiểm nạn đều ra khỏi, không tích, không tụ, không giả dối. Nay con lạy đấng lượng túc tôn, Thế Tôn tẩy sạch các nhơ bẩn, trụ nơi chánh pháp nước công đức. Xưa nay trong ngoài đều sạch cả, nay con lạy đấng chân tình thân, Thế Tôn đầy đủ các phép lành, thường làm bạn ích cho mọi người, mơ cam lồ để khắp chúng sinh. Nay con lạy đấng đăng lợi tha, là người cao cả, đời tôn trọng, bởi vậy nên họ kính Thế Tôn, giết sạch các ác, tròn đầy lành. Nên con đảnh lễ đấng tôn thật tối thắng, mà phương tiện thể đều tu học, vì thương chúng sinh muốn cứu giúp, xin tự hiểm nạn khiến độ thoát. Nên con đảnh lễ và quy y, lạy thân đẹp đẽ không ví được, lạy đấng hay nói pháp cam lộ, lạy trí thanh tịnh địa nhơ bẩn, và lạy tất cả rừng công đức. Phẩm bệ chúc lụy, Phật bảo A Nan, ông nên tòa trì pháp môn chân chánh này. Bây giờ tôn giả A Nan quỳ dài bạch, và Thế Tôn, nay con theo Phật được nghe pháp sâu xa này, điều chưa từng có, con lấy đầu thờ phụng thọ trì. Bạch Thế Tôn, nên gọi kinh này là gì và thực hành ra sao? Phật nói, này A Nan, kinh này gọi là vô thượng y, cũng gọi là vị tằng hữu, và cũng gọi là nhiếp thiện pháp, là thanh tịnh hạnh, là hành cứu cánh. Này A Nan, có 10 cách để thọ trì kinh này. 1. Biên chép. 2. Cúng dường. 3. Lưu truyền. 4. Lắng nghe. 5. Tự đọc. 6. Nhớ trì. 7. Rộng nói. 8. Tự tụng. 9. Suy nghĩ. 10. Tu hành. Này A Nan, với 10 cách này mà có thể thọ trì kinh này thì công đức chân chánh tụ lại sẽ vô lượng vô tận. A Nan, ví như hạt châu như ý xuất hiện nơi nào thì tất cả các vật bổ khác đều xuất hiện theo. Người thọ trì kinh này cũng như vậy, tất cả pháp lành đều được thành tựu. A Nan, ví như dựa từ nơi đất, các cây, cỏ, các loại cây thuốc đều được sinh trưởng. Các pháp lành cũng như vậy đều nhờ nơi kinh này mà được tăng trưởng. Này A Nan, ví như các pháp lành đã sinh, đang sinh, sẽ sinh đều là chỗ để tóm thu và gìn giữ, không cho buông thả, hành không buông thả được, xem là đệ nhất. Như vậy những pháp được nói trong kinh này đề cập với các hàng thánh văn chuyên giác Bồ Tát thì đó được xem là chỗ thâu tóm bậc nhất của kinh này. A Nan, ví như chuyển luân thánh vương nếu còn ở đời mẹ báo thường theo sát. Như vậy kinh này cũng thế, nếu còn trụ ở đời, dòng giống Phật bảo, Pháp bảo, Thánh bảo sẽ liên tục không dứt. A Nan, này ông có thể lần lượt diễn rộng kinh này cho những hai tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà chi trời đồng dạ xoa cả tất bà atula kalola khẩn la la ma hậu la già nhân phi nhân. Vì sao? Vì muốn cho tất cả các loài chúng sinh trồng căn lành vào như lá xứ. Sau khi ở trong đại hội được nghe Phật nói kinh này, pháp môn hiếm có này, tôn giả A Nan cùng với các vị đại bồ tát, các vị đế thích phạm thiên, các vị trời hộ đời thì đều vui mừng hớn hở tín nhận và phụng thờ. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô kinh vô thượng y